Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi từ loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha, Into the Deep. Let's go. Rồi ok. Play. Play nào. Ok, let's go. Oh my gosh. Ok. Đó, có một khẩu súng. Oh my gosh, you want to go. Wow, 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 wow. Quả đấy thì mình bắn thêm vài viên nữa thì là xong. Rồi ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Wow, big guy. Ok, mở những cái này ra xem có gì không, chứ chỉ có màu vàng. Cái này thì là màu tím thôi. Ở đây là màu cam. Bà ta đang ở đây. Red cây. Các bạn phải tìm chìa khóa ở chỗ Red cây. Xem Red cây ở chỗ nào. Let's go. Bên này rồi. Let's go. ok, trong này không có gì. Bó bột mình phải kiếm một cái cờ lê. Biết Pika đi đâu rồi. Không chui được sang đây. Oh my gosh. Wow, và ta đang đây. Các bạn cứ đi xung quanh, sau đó tìm tất cả những chiếc chìa khóa rồi mở ra. Chỗ này không có gì. Oh my gosh, wow, đi luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Mr. Smith. Let's go. Trước cái này thì các bạn sẽ hóa thân là một chàng trai, sau đó mình sẽ vào đây để giải cứu một cô gái. Cô ta bị biến thành người mặt lợn, cho nên các bạn phải giải cứu và dùng bác sĩ, gọi bác sĩ đến cứu thoát cô ta, chữa bệnh cho cô ta. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ đi đường bên này. Let's go. Không có gì ở đây. Ok, let's go. Lắp cái này vào trong căn phòng này. Music box. Let's go. Nhảy sang nào. Mình sẽ mở trong căn phòng này ra. Trong này mới có gì không? Một khăn tay. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ lắp đạn vào khẩu súng này. Cầm lọ thuốc này, sau đó thì sẽ tẩm cho con lợn ăn. Để sau này các bạn sẽ chế ra một loại thuốc và cứu cô gái này trở lại thành người bình thường. Okay. I got you. I got you. Okay. When the wolves. Let's go. Where are you, little mouse? Ok, tiếp tục đi nào. Rồi. Ồ, cô bé này không biết đi đâu. Let's go. Look, tasty apples. I want one. Mr. Meat is a beast. When I saw what he did to Rebecca, I ran out of fear. Now, with your help, I help her. Bring me the girl. Bring me the girl. Well, wow. It's a little pig. Bring me the girl. Well, a little pig. Bring me the girl. Well, a little pig. Bring me the girl. Well, a little pig. Pig. Bring me the girl. Well, a little pig. Apples. Yes. Yes. That's it. That's it. This. Another bit of that, Oh, very well. Come here, little pig. Drink this. It will help you. Drink it. Drink it all. Yes. Yes. Yes, it works. It works. I am a normal girl again. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Temple Run 2. Let's go. Let's go. Oh my god, đi luôn. Quả vừa rồi rất là lừa luôn. Rồi ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Super hero. Anh chàng này tất nhiên lên biến thành quỷ luôn, tài thật. Rồi một đẳng cấp. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Assassin. Mình sẽ để ngang máy vậy cho các bạn nhìn tổng thể nhá. Nếu mà để dọc máy thì các bạn sẽ không nhìn hết đâu. Ok, tiêu diệt anh chàng này. Oh my god, bị anh chàng này phát hiện ra thì anh kia quay lại. Ok, lại còn lại rồi. Thì tiêu diệt nhanh. Wow my god. Đừng mà anh này quay vào trong đây. Nếu quay vào trong đây thì mình chết ngay. Ok, ba anh chàng này mình phải tiêu diệt cả. Oh my god, wow, chỉ cần một tẹo nữa thôi là mình đã thành công rồi. Rồi, mình đã biết cách. Đến bây giờ thì tiêu diệt rất nhanh thôi. Let's go. Bây giờ thì ba người sẽ đi cùng nhau. Yeah, ok. Hai anh chàng này đứng ở giữa. Hai anh chàng đứng giữa này. Let's go, chạy luôn. Ok, đã giữ thêm màn này rồi. Còn hai người này thì đơn giản thôi. Rồi, mình đã có 3 chiếc chìa khóa, mở ra được 200 vàng, 200 viên kim cương. Tiếp tục nào. Chạy luôn. Oh my god. Wow wow wow, chết rồi. Lấp ngay chỗ này, không còn đường chạy luôn. Thôi tiêu diệt anh chàng ở đây đi. Rồi, đã bị phát hiện ở bên này. Bắt đầu tiêu diệt anh chàng này, không được. Let's go. Ok. Sẩy, bắn sẩy rồi. Mình chưa bị phát nào vào người. Oh my god. Ok, còn một người ngoài đây nữa thôi là thành công. Anh chàng này có vẻ hơi khó nhai này. Mình sẽ để anh ta đi ra ngoài. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Let's go. Đêm đầu tiên. Từ con này các bạn phải xem là đây có bằng lái ca, tất cả là có 10 ca. Còn quái vật đây, nó đứng đây, nhưng mà mình không hiểu nó vào trong nhà để làm gì, mình nó rất là kinh tởm thôi. Không tài nào để khóa cửa được. Xem trong này có gì không. Cái này các bạn là để các bạn theo dõi xem con này nó vào đây làm gì. Nó vào ăn trộm cái này. Kiếp, nó mò tận trong đây rồi. Nếu mình để nguyên thì nó sẽ vào tận bên trong. Đó. Nó lại rông ra đây. mất dấu vết của nó rồi. Ok, nó đang ở đây. Khi các bạn xoay như vậy thì nó sẽ không vấn đi, nó đi chậm. Còn các bạn không xoay nữa nó sẽ tự đi và đi rất là nhanh luôn. Ok rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Pika Chopter, let's go. Từ lúc này thì các bạn phải đi thu thập những anh chàng Pika. Vẫn chưa có một anh chàng nào. Ở vòng này mình sẽ bị tiêu diệt mất. Vào trong này thu thập thôi. Let's go. Ở đây 20 người cơ. Wow. Đồng thế. Chạy thôi. Nếu không thì sẽ bị tóm mất. Thu thập anh chàng 18 ấy trước đi. Không biết có kịp bắt anh ta không. Let's go. Xem anh ta đi đâu. Anh ta không ở trong này. Anh ta bên kia. Rồi, đến 21 người rồi. Không phải sợ. Mình đã 22 người hơn anh ta bên này. Hơn anh ta một người. Let's go. Thắng rồi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.